All right, so back to the last part. We got Stalin to go out to see the shed woman. Jay Cooper sent us $144.30 for Vung and her daughter Hua. Yeah, he said that's the I think that was the first video of mine that he saw. And it, you know, it touched him like a deviant rabbi touched him in certain parts. So yeah, we got Stalin to go out and meet shed woman. Xin chào. Xin chào Hoa. Lâu lắm rồi, lâu mới gặp. Nào, giờ này có khỏe không? Cô cháu vẫn khỏe quá. Ừ, giờ này thấy xinh gái hơn đấy nhỉ? Đau quá. Xinh gái hơn nhỉ? Đấy. À, dạo này nào? Vẫn đi làm? Vâng ạ, cháu vẫn là đi. Con... Vâng ạ, cháu vẫn đi làm bình thường quá ạ. Vẫn làm nhà rác hay là chuyển? Chuyển nghề khác đâu, rồi. Cháu vẫn đi nhặt mấy cái chai, cái lọ, nhặt mấy cái sắt của. Ừ. Vâng ạ. Thì mấy mẹ con vừa rồi là dịch giết ấy, thì sinh sống như nào? Đợt vừa rồi dịch thì cũng được bên ấy, người ta cũng gọi là tài trợ ít gạo với cả mì. Vâng ạ. Thế cũng được rồi. Vâng ạ. Thế là mấy mẹ con lại về ở đây cái gì? Vâng ạ. À. Lại về đây. Ừ, mấy mẹ cái hôm vừa rồi là mưa có ngập không? Dạ, côi mưa thì chỉ ngập đến đây, rồi là hết mưa thì mẹ con lại tắt nước vào ạ. À, vâng. Ừ, khổ thân. Thế là cái ấy này có sột không? Cái nhà này có sột không? Côi cái này chỉ nhận sau nó bị dốc thì nó... À, cái dốc thì nó không, nó không sột đúng không? Nó phát vào thôi ạ. Ừ. Đây nào, cô Tít. Xuống đây bà hỏi nào. Cô Tít à? Con tên gì? Tí. Con à, cu tí, đúng rồi. Cu tí. Đứng đây với mẹ. À, con hỏi nào. Thế bây giờ đi học là người ta học dạy con những cái gì? Cô giáo dạy con học viết với là học đọc. Ờ, thì con có học được cùng với các bạn không? Được ạ. Ờ, con học lớp mấy? Lớp 1. À, con mới học lớp 1. Con mấy tuổi? 10. 10 tuổi mà con mới học lớp 1 thôi gì? Ờ thôi, cũng được con ạ, con chịu khó học nhá. Chịu khó học để có cái chữ để mai kia mình mẹ có... Nói cái đấy đi. Có làm Nguyên gì để, được. Để bà đang nói ra. Có làm gì được ấy, thì mình sẽ làm, con hiểu không? Còn mình có ít cho xã hội, chứ mình mà không học thì là mình vứt đi rồi, nhớ chưa? Chịu khó học nhá, con nhá, bà. Tí nhá. Ờ ok, hứa nhá, học giỏi nhá. Mình học muộn nhưng mà mình phải chịu khó học, biết chưa? Vâng. Ừ, ok. Nào, ok, hứa nào. Hứa nào. Có làm một điều nữa, con có bạn gái ở trường. Ơ chết, không được. Cái này là không được rồi, nhá. Cũng là cháu nó cũng được đi học rồi. Mà công việc thì thôi thì cũng không là được nhiều tiền lắm, nhưng mà nó cũng ổn định. Thì mấy mẹ con chịu khó, tí chịu khó thương mẹ phải học giỏi nhá. Nhá. Em mồm đâu. Ừ, vâng ạ. Thương mẹ là phải học giỏi, là mẹ cái gì mẹ cũng. Thì có chú Chay Supa, chú có gửi cho hai mẹ con là 1.2 triệu. Thì đấy chú Chay Supa, chú gửi cho con. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú Chay Supa. Ừ, vâng. Thì mình để có gì có nhà tài trợ Kha mới thì mình sẽ gặp Hoa sau nhé. Mình và Hoa và Tí. À, xin chào và hẹn gặp lại bạn Hoa video tiếp theo các bạn nhé. Thì a few moments later. Chị ơi. Em chào chị. À, dạo này chị có khỏe không? Nói chung là chị, cái bệnh của chị thì vẫn cứ ốm đau chút. Đi vào
cái thằng này, đi ra đây. Đuổi cái thằng này. Bà giống mẹ con mẹ con ấy. Nhận cút. Rất là khó vào. Mẹ ơi, đi thở máy đi. Đi này. Chào chị Vân. Chào cô. Vâng. Sao giờ này chị có khỏe không ạ? Nói chung là bệnh tật của chị thì một sớm một chiều, lúc nào lúc ốm lúc đau suốt. Vâng. Nhà suốt. Vâng. Chị giờ này ốm thế thì đi làm gì được đúng không? Lại cũng Covid nữa, chị cũng chả làm được cái gì. Thôi thì Người nhưng mà dạo này em thấy chị khỏe hơn đấy. Làm nước khai trợ khỏe hơn. Ít gạo, ít mì thì cứ thế ăn. Thế cháu Niên. Cháu Hằng. À cháu Hằng thế nào? Cháu Hằng vẫn cứ giờ như thế thôi. Vâng. Đấy thì vẫn cứ phải nuôi nó. Vâng. Thế là mẹ có gì cho con ăn được. Vâng. Chay Supa thì có gửi cho chị Triệu Hai này. Thì để chị cái mùa Covid này chưa đi làm được gì để chị trang trải. Còn cháu Hoa vừa xong ấy thì em cũng gửi cho cháu triệu hai thì là cho hai mẹ con là 2.400.000. Vâng. Thì bây giờ là chị có lời nào cảm ơn mấy chú Chay Supa. Chị trước tiên là chị cảm ơn có cô mà ngày hôm nay chị biết cô. Dạ vâng. Cái thứ hai nữa là chị cảm ơn chú Chay Supa đã giúp đỡ chị để cho chị có tạo một cái cuộc sống. Vâng. Chị xin cảm ơn cô với chú. Vâng. Chị từ nãy giờ mà em có quên đấy. Chị cảm ơn chú Tùng đấy. Cảm ơn chú Tùng, người kêu gọi để giúp đỡ cháu Hoa với cả chị đấy. Chị xin chân thành cảm ơn chú Tùng kêu gọi để giúp đỡ đến ngày hôm nay. Đồng tiền đã đến tay chị và cháu. Thì tôi trước tiên thì gia đình chị cũng cảm ơn chú. Trong những dịp Covid này, chị cũng chả làm ăn được gì. Đấy, và kể cả cháu cũng thế. Vâng. Chị xin chân thành cảm ơn. Vâng, thế thôi thì của ít lòng nhiều chị ạ. Vâng, rồi bây giờ thì cũng nói nhiều thì cũng vậy mà. Vâng, thì các nhà hảo tâm cũng nghe được lời chị cảm ơn rồi. Vâng. Thì em xin chào chị và hẹn gặp lại, mà có ai tài trợ thì em gặp chị sau. Vâng. Nhá. Em chào, xin chào. Cảm ơn. Vâng. Chị cảm ơn em. Vâng. Và tất cả mọi người. Vâng, em xin chào nhé. Nghe cũng thơm. Ăn gì? Cá. Thịt. Đúng rồi. Thịt lại cà rốt. Dinh dưỡng. Ăn cũng ăn được lắm mà không thấy lưng. Không thấy lưng. Không thấy lên tí à. Thấy khỏe mà. Chắc từ từ lên kia. Vâng, tại nó bị dị ứng sữa ấy. Phải không? Nó bị dị ứng đậm sữa bò á. Nên nó hơi nó ăn được lắm nhưng mà nó không thấy lên mà. Thấy khỏe mà. Vâng. Thấy cũng như là lành á. Nhanh á. Ai đó? Uống nước này. Các con ngồi xuống đây thì để ăn này. Ngồi xuống này. Nè. Nè. Tắm này ăn này, ăn này. Nè, há miệng này, há miệng này. Nước. Nước có bát mà tắm. Chắc này nó còn đang nước cả. Uống nhỉ. Ngon lắm, ăn không? Mát. Ăn nè. Miếng thịt này nha.